Rồi em chào mấy anh em ha. Thì anh em giới thiệu cho anh em ít mẫu sản phẩm anh em nghe anh em. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em ha. Hoặc là anh em nhắn tin Zalo số điện thoại để nhìn trên tiêu đề trên màn hình đó. Hoặc là anh em có thể qua bên những kênh điện tử như Lazada, TikTok thì bên em đều có đăng bán bên đó cho nghe anh em. Thì bên đó thì cũng nhiều đăng nhiều lắm, bên em khoảng mấy trăm mặt hàng á, em đăng đủ bên đó cho nghe anh em. Thì anh em qua đó anh em cứ gõ bên kênh Trần Anh Bị Thép thì nó hiện lên ha. Thì mấy cái mẫu này thì em bán nhiều lắm nghe anh em. Thì đầu tiên là em giới thiệu cho anh em là cái hàng hàng giò bảy cua gáy nha. Thì hàng giò bảy cua gáy thì bên em chỉ bán là một loại một duy nhất dòng là hàng cấp lửa C7 nha anh em. Em không có bán C4 ha. Thì cái hàng cấp lửa C7 này là cái dòng này, cái dòng dòng tàng hình nha anh em, dòng tàng hình ha. Thì bảy cung cấp xe lợi nha anh em, nó sẽ mịn hơn cái thằng xe cấp lửa C4. Anh em nghĩ là 7 cộng thì nó sẽ lớn hơn, nhưng thật sự ra thì cái 7 cộng này là 7 cộng mịn nha anh em, 7 cộng mịn ha. Thì 7 cộng này thì xài cực kỳ là ok nè. Thì cái sau này làm lại 7 cộng này ok lắm, khi lúc trước mà khi mình cầm đi á thì cái con chim nó quẹt cái đuôi hay cánh gì nó cũng sẽ búng lên ha. Còn sau này thì làm nó cái giò thọt vô nó mới búng lên nha anh em. Thì cái dây của nó là dây siêu bền nhưng mà cổ khô nha anh em nha, cứ 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 xe 7 nha anh em. Còn ở chỗ này là chân dưới này là cái chân làm bằng thép ha, thép đập dẹp chốt nhọn nha anh em. Còn ở trên này á là cái thằng trên này nó khoan hai lỗ quấn đồng nè, quấn vô con dây cáp nha anh em, chắc chắn con dây cáp nữa. Thì dòng này là dòng chữ C nha. Dòng thì hiện tại thì em cũng bán là đủ 3 dòng nha anh em, dòng chữ O, chữ U và chữ C. Thì em bán là đồng giá nhau hết luôn nha anh em. Nào, 7 chân là 90.000, 7 chân là 90.000 nha anh em, 10 chân là 130. Em mới này xài bền lắm, mà dòng tàng hình nha. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em ha, tùy theo sở thích của anh em nha. C, U ha, C, U và O nha anh em. Thì dòng chữ O này chân cắm nó cao hơn nè. Này thì để mình cầm đất mềm ha, mềm nó cát rồi. Còn những anh em nào tùy theo sở thích của anh em thôi, anh em thích dòng nào thì anh em xài dòng đó. Thì đoán đồng giá nhau thôi nha anh em. Anh em điện em đặt hàng điện số điện thoại em đến chủ đề anh em, điện số đó nhắn tin Zalo nha anh em. Giao hàng toàn quốc số điện thoại này. Cái mẫu này là mẫu chuông này nè, cái chuông này mình để vô trong cái lập lập chích của quất á, thì nó bật dính á, thì mình rung lên á thì mình biết chạy lấy nha nè. Thì cái gì là 30.000, còn cái này bộ nột đánh trần nha nè, cây đánh cho dữ ha. Này làm theo kiểu mày là cái chân của nó là làm bằng inox nha nè, inox ha, inox đặc luôn nha nè. Còn trên này là cái chân nó là một đồng thau nè, một thao nghe nè. Thì cái này xài bền lắm, cái này cặp này hiện đang bán giá là 180 nghe nè. Anh em cần muốn này alo em ha. Rồi tiếp tục là em giới thiệu cho anh em là hàng hàng ship chân cua gáy nghe nè, ship chân cua gáy ha. Cái chân này thì để mình buộc chân nó, mình đu lồng trần thì ok lắm nghe nè. Cái này là mẫu số 8 anh em xài nhiều nè, số 8 nghe nè. Này là dây siêu bền ha, dây lớn dây đặc luôn nha, năm dây đặc cuộc nha. Thì cái mẫu số 8 này là nó cộng lên đang bán giá là 65.000 nghe nè. Còn cái mẫu thằng thằng, thằng mẫu Malai này á thì nó cũng là chân, cái mẫu Malai này là cái nó có chống sắn, là chống sắn mặt đạn nghe nè. Thằng dây cũng vậy nha, Malai này thì mẫu nó gọn hơn, tùy theo sở thích của anh em thôi. Malai thì nó rẻ hơn, Malai hiện đang bán giá là 50, còn số 8 này là 65 nha. Thì anh em thích mẫu nào thì alo em nha anh em điện em gửi mẫu cho anh em coi ha, đúng mẫu mà anh em muốn đặt hiệp gửi về ha. Thì anh em điện em thì anh em điện đừng điện em từ lúc 11 giờ đó, 1 giờ rưỡi thôi chắc chưa nha anh em, còn ngoài ra giờ đó anh em điện nhà nào cũng được nha. Thì em hoặc là qua giờ giấc trưa em thấy cuộc vui nhỏ anh em cũng sẽ gọi lại cho anh em, hoặc là anh em có thắc mắc, những anh em nào mà thắc mắc hay là anh em tập chơi gì đó anh em điện em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em chơi nha anh em. Thì mẫu nào có thì em báo có còn báo giá luôn. Rồi cái này là cái thằng hất nuôi cua gáy nha anh em. Thì cái combo này thì nó đủ ba, nó ba loại nha. Thì cái này là thuốc trị phân xanh phân lỏng nha, phân xanh phân lỏng nha nè. Cái này cái viên trắng này là những con mà trị mãn tính mà bị phân xanh phân lỏng. Còn cái này là cái viên nhỏ này là cái thuốc sổ lãi nè, 10 viên. Cái này là thuốc nhỏ nha nè. Thì này, khi mà em giao cái bịch thuốc thì em gửi cái miếng giấy luôn cho anh em về ha, anh em về coi mình theo hướng dẫn sử dụng anh em. Thì này nguyên combo gì đây là em đang bán giá 70.000 anh em, anh em cần món này thì alo em ha, 70.000 anh em.
Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em là một cái liều nha anh em. Cái liều này thì nó những anh em nào liều bẫy cu gáy hay là bẫy chích bẫy quất gì thì cái liều này nó cần thiết lắm nha anh em, phải cùng đi rừng ha. Thì cái liều này là nó nhỏ gọn, mình nhét vô cái ba lô thì ok lắm nha anh em. Thì liều này thì bề ngang của nó là 1 mét, cao lên là 1m2, ba anh em vô bình thường nha anh em. Thì cái liều này thì nó làm bằng cái giấy dù bóng nè, dù bóng nha anh em. Thì trời mưa nhỏ, mưa phùn rồi thì nó sẽ không có ướt trong, thì nhỏ mưa phùn nha anh em. Còn mưa lớn thì nè thì nó sẽ thấm vô, lớn sẽ thấm vô nha anh em. Mưa nhỏ nhỏ sương sương thì không có. Và trong này ha, cái này này chân cấm đó nè, nó có đầy đủ chân nha anh em. Thì trong này cái liều này có đầy đủ hết. Thì cái liều này á là những anh em mà nào mình đi bẫy là mình cần nói nha anh em. Vì khi mà mình nơi nào nó trống quá, mình không có chỗ mình quan sát á, thì mình khỏi cần phải đi xa, mình dựng cái liều lên mình ngồi ở trong nè. Thì trong này nó có 4 cái cửa, mình kéo ra anh em, mình ngồi ở trong mình nhìn quan sát nó dễ hơn, mà nó cũng khi chim nó bay đi bay về nó không thấy nữa. Đi bẫy đi rừng đi chơi gì cái này xài được chứ nha anh em. Đây nó có quai đeo, mình đeo trên sau lưng hoặc nhét vô ba lô vậy tiện lắm. Thì cái điều này hiện tại thì em đang bán giá là 380 bao phí nha anh em, 380 bao phí ha. Này bán nhiều lắm, cái điều thì em có bán đi mỗi ngày nữa nha anh em. Thì những anh em nào đi bẫy đất chỗ trống trống hay là ấy là hình em xài mấy ổ này nhiều lắm nè. Thì một lần nữa em không có chỗ núp nữa nè, anh em không có chỗ núp thì xài mấy liều nhiều lắm. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em nghe anh em, em để số điện thoại em trên tiêu đề á, em giao hàng toàn quốc ha, nhắn tin số đó mình Zalo hoặc là anh em điện em trực tiếp, hoặc là qua bên những kênh điện tử như Lazada, Shopee, TikTok thì em đều có đăng bán bản chân nha anh em. Còn một lần nữa em cảm ơn mấy anh em nhiều ha, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em, hẹn gặp lại anh em sau nghe anh em.